tính giá rẻ đó bạn. Ở đây nó bán nó 1.500 lên, nhưng mà mình tìm được cái chỗ đang sale bán có 1.200 nên họ đấu giá với mình là giảm 5% nữa, nên mua được cái laptop để mình quay phim và mình chỉnh sửa video cho nó tiện, và rẻ hơn được 350. Trời ơi quá đã luôn. Office work nha mấy bạn, ai muốn mua laptop hay giờ muốn giá rẻ đó thì tới office work mua, vô tình mua được giá rẻ. Lần đầu tiên móc tem, móc tem bao giờ? Mutual fine. Dây xe cái này cắm gì ta, dây xe cái gì xe cái này là cái gì, hết đi break table. Muốn bãi à, muốn bãi không có dáng này nữa. Nghe chưa, nghe chưa, cái mặt này cái các bạn sẽ phải ăn tí. Nhìn thấy cái dán lên sticker sách hướng dẫn sticker xong rồi này, sticker hả, là có mấy sticker anh chị mà đồng nào dán ra lên, dán lên plan này thôi, làm gì đâu, hướng dẫn sử dụng, mở gì 1 năm bảo hành, 1 năm bảo hành, quan trọng nhất này. Chương trình chắc chưa em ơi, Nitro hay sao, full HD 1080 được không vậy luôn. Đi quá đi xuất sắc mà không bật lên đường chắc phải sạc pin lên được pause lại nhé. Yes, tắm rồi. In touch with Wi-Fi there and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your
your voice or the keyboard along the way. And if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows. Hình như cái bút này trong chung chung với cái này nữa mà đúng không? Chung nhưng mà nó không có nhét trong cái máy được. À. Cái này thì nó là văn khoan định hỏi nó là cái bút đâu. Ủa này có sim rồi, sao có cây chọc sim? Ủa? Không chắc là thẻ nhớ, để tôi coi thẻ nó. Nó là Line mà đâu phải là 4G đâu. Đồ xe. Đồ xe. Nó là được bóc hộp. Thu đèn rồi. Phía trên rồi á. Hay bên hông? Không, coi có miếng dán hả? Đây đây coi giới nè. Rồi, xong rồi. Chim. À, kìa, đi bộ kìa. Đây đây. Có Linh đi bộ chứ rồi. Ấy đang quay đường đường ấy, có Linh đi bộ ra không? Quay chúng con Linh. Abby. Quy đi con, quy đi. Quy đi. Quý kỳ vậy. Yes. No.
Chê nhảy vợ, nhảy vợ ra phá cửa nó. Phá cửa luôn con. Phá rèo. Có định phá rèo nữa. Phá đèn ha. Ơi, no 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 anh lấy được cơ. Sủ đi phá quá xuống quy đi quy đi quy Đừng nó no, không có leo rào con kỳ quá. Lớn rồi anh leo rào như vậy. Trong đó chơi đi. Được dụ mát, lại là gì đâu dụ mát. Khóc à. Làm kêu đi nè, làm kêu đi. Cookie hả? Có cookie cho con không? Phải cookie đâu con. Phải cookie đâu. Mày làm kêu đi, làm kêu đi mày ra cookie. Yeah, đi, hôm nay à, đi. Nè thôi. Ui con. Về ơi. Đi về con ơi. Rồi ngủ rồi, nó chui vô nó nằm. Về ơi đứng đây đi con. Kỳ dưới lại nhìn nè. Mắt nhìn nhìn nhìn. Tẹo giờ rồi ơi. Con gì ạ? Chó. Chó đâu?
chim mà. Trời ơi, phá quá. Rồi. 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 Rồi, siêu quậy. Rồi. Siêu quậy rồi hả? Ôi, té té con. Lui nằm ngủ với con, lui nằm ngủ đi. Rồi. 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 Mày thì tụi mình có đi siêu thị IKEA để mua một số đồ nội thất, ví dụ là tủ giày và những cây móc quần áo, một cái băng ghế để mình có thể cải thiện lại ở phía trước này, ngại dép quá trời quá đất luôn, và một cái bên ghế để ngồi uống cà phê ở ngay chỗ hai cái cây nè mấy bạn. Thì bây giờ chuẩn bị lắp ráp thôi. Bây giờ mình đang lắp ráp này, mình đồ nội thất bên đây thường thì ít khi là người ta lắp sẵn lắm, nên mình phải mua về và tự lắp ráp lại. Thì lắp ráp cũng rất là lâu, tính lắp ráp cũng phải là 15 hay là tiếng đồng hồ. Đó, một cái mình vừa lắp xong ấy và hoàn chỉnh luôn. Giày, một cái ngăn như vậy nhất để 12 đôi giày, nếu thì nhỏ nha. Sau mình tiến thì mình lấy được hai cái này nè. Đi con. Rồi. Thì ghé cho Lì ra ngoài ngồi ăn cơm nhé. Cho mẹ ra ngồi úp cơm cho Lì, ok. Cuối cùng đã lắp xong rồi. Thì vì để ngày mai mình sẽ mang ra ngoài để sắp xếp vào lâu rồi. Kết thúc video tại đây và mình sẽ quay lại cho các bạn coi sau nha. Cảm ơn bạn.